Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình hay gấp đến từ CMC nhận 303 token Multirem nè các bạn. Đến từ CoinMarketCap các bạn. Thì để tham gia game này các bạn ở link mô tả dưới video mở link form ra các bạn. Rồi. Chương trình hay gấp này còn 9 ngày nữa sẽ end các bạn. Thì tổng phần thưởng của hay gấp này tới 20.000 USDT đó mà khá là lớn luôn các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi hay gấp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào up to wallet nè. Tự động nó up to wallet à. Rồi tiếp tục nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow từ Twitter trên CoinMarketCap nè. Đây thì mình đã có tài khoản rồi các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Sau đó các bạn follow từ Twitter của dự án Multirem nè các bạn. Trên dự án của nó thì bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like nè, các bạn dịch dẫn bài viết dự án của nó luôn nha bạn. Test like nè. Like nè. Tôi quýt lên bài này luôn nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha bạn. Tiếp tục follow Facebook của MarketCap nè. Đây chắc mình đã follow rồi các bạn. Nhầm đã thích rồi các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn join vào tất cả các trang mạng xã hội nữa bạn. Ai rồi các bạn join sao các bạn. Xin chào không kỹ các bạn. Rồi đây thì mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Chắc mình đã join hết rồi quá. Rồi các bạn join vào kênh channel của nó các bạn. Dẫn tiếp kênh thứ ba nè. Làm hoài mà còn ngu. Rồi tiếp tục các bạn retweet bài này nè các bạn. Bài dự án của nó mình đã retweet rồi các bạn. Phải bài này không ta? Ok hồi nãy mình đã retweet rồi thì các bạn coi retweet nha các bạn. Rồi dòng tiếp theo các bạn chỉ khai báo thông tin thôi. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn trên YouTube Connect nè các bạn. Rồi bạn sao chép lên nè. Rồi bạn dán vô đây nè. Dòng thứ hai thì bạn điền lưu username Twitter của các bạn nè. Dòng thứ ba các bạn điền lưu username Facebook của bạn nè. Dòng thứ tư các bạn điền lưu username Telegram của các bạn nè cho này gấp nè. Dòng thứ năm thì bạn link retweet post. Thì bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nha bạn. Thì cái bài retweet mà nó để cái đó. Rồi các bạn chia sẻ là cái bài retweet post này nè. Sao chép liên kết phải hình tượng đá không ta? Phan phan các bạn để mình vào mình coi các bạn đúng không? Rồi các bạn dán cái link các bạn đã retweet vô đây nè. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản đó các bạn. Rồi bạn bấm từ số này góp là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 303 token Multirem đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.